Chào các bạn, chúc mừng các bạn đã tham gia cái khóa học giải phóng lãnh đạo vừa xong. Không biết là cảm xúc của bạn trong mấy ngày vừa qua sau khi kết thúc chương trình thế nào? Tôi rất là vui và vẫn rất là xúc động bởi vì một cái chương trình rất là thành công. Cảm ơn các bạn đã tham gia rất là nhiệt tình hết mình, đã đến với PDC, chúng ta có nhân duyên gặp nhau như vậy và chúng ta rất là các bạn tham gia 100% vào các cái chương trình học của PDC. Thì hôm nay tôi làm video này thì tôi chia sẻ với các bạn đó là cái khó của cái việc đi học và cái kinh nghiệm đi học của tôi đã mất đầu tư hơn 2 tỷ tiền đi học rồi thì học làm sao cho nó hiệu quả. Thì tôi chia sẻ với các bạn một số cái bí kíp, một cái số cái kinh nghiệm trải nghiệm về cái việc này. Thì đầu tiên ấy, đó là rất là nhiều người đi học về, tại vì bản thân tôi cũng gặp rất nhiều những anh em, những người khác là đi học rất là nhiều. Chương trình nào gặp thầy nào hay hay cũng học, đi học rất nhiều ông, và thậm chí có nhiều người lại đi học theo chiến lược là miễn phí, tức là cứ đến cái hội thảo miễn phí hoặc là học những cái chương trình ở đầu phễu thôi. Thì thông thường ấy là những cái đấy là ở những cái nó rất là nông, nó nông và nó thông thường nó chỉ được 10-20% thôi. Thì mỗi người học một tí, và thậm chí là nhiều người đi học là gặp cái vấn đề là nhiều ông thầy có nhiều quan điểm khác nhau, là dường kiểu như ong ong nên chả biết đi theo hướng nào, thậm chí có những cái quan điểm điểm nó mâu thuẫn, hoặc là gọi là giống như kiểu học nhiều môn phái quá bị tẩu hỏa nhập ma đấy, kiểu kiểu như thế. Đâu thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta đi học học rất rất là nhiều, đúng không? Cái gì cũng đi học, cái gì cũng đi học, và cuối cùng học thì về mặt lý thuyết thì có thể nắm bắt được, nhưng về mặt kết quả thì không có. Tại vì bạn biết là học đến thực hành nó là một cái đoạn rất là xa, học để hiểu thấu triệt được sau đó thì lại ngộ ra đã làm được thành công thì nó là một cái đoạn rất là xa. Thế nên là cái kinh nghiệm của tôi là như thế này: khi mà mình đi học ấy, thì chúng ta có thể là đúng là phải tìm cho mình những người cố vấn khác nhau. Thế nhưng mà trong một lĩnh vực ấy, trong một lĩnh vực để giúp một doanh nhân thành công, để giúp một doanh nghiệp thành công, bạn trở thành thành công nhanh hơn, dễ dàng hơn, thì tôi có một kinh nghiệm học như này. Với kinh nghiệm hơn 2 tỷ tiền đi học thì các bạn lưu ý một điều, đó là khi bạn đi học bạn lưu ý cái số 1, đó là bạn tìm một cái người thầy nào đó, một người cố vấn nào đó giỏi nhất trong cái lĩnh vực mà bạn cần, và đi học họ theo chiều sâu, tức là đi sâu xuống, sâu xuống, sâu xuống, thậm chí đến tận coaching, thậm chí sau này biến những người cố vấn, người thầy, người tư vấn đấy trở thành cổ đông của mình. Đó. Từ khi đi học này, tại vì khi bạn đi học ấy, mới đầu biết 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 một số thứ thì về người ta sẽ quên bạn ngay, lần sau bạn nhấc điện thoại lên gọi gọi người ta không nhớ, đúng không? Hoặc người ta cũng không thể biết vấn đề của bạn. Nhưng nếu bạn đi học nhiều, bắt đầu là lặp lại lần một lần hai, họ nhớ bạn, chuyên gia nhớ bạn, những người thầy người ta nhớ bạn. Và sau bạn học lại lần 4, lần 5, bạn hỏi, hỏi, hỏi thì người ta biết, thích bạn, và bắt đầu dần dần bạn sâu ra một vài cái kết quả, người ta tin bạn và con người của bạn, đạo đức của bạn, uy tín của bạn. Thì dần dần ấy, cuối cùng thậm chí người ta sẽ có khát khao là làm cùng bạn, vân vân. Rồi nếu mà là những người chuyên gia cố vấn thì người ta sẽ nắm được vấn đề của bạn, khi bạn nói ra vấn đề là người ta sẽ có giải pháp luôn cho bạn. Thế nên là bạn, nếu mà bạn học theo kiểu hời hợt ở bên trên ấy, khoảng 20-30% rồi bạn đến một cái chương trình rồi bạn lại đi về thì rất là lãng phí. Nên là kinh nghiệm của tôi là tìm một người giỏi nhất và đi theo họ, đúng không? Và nhớ là đi theo chiều sâu, đi thậm chí là đến từng cấp bậc và đến tận coaching với họ, thậm chí mời họ làm thành những nhà đầu tư cho mình, những mentor cho mình về lâu dài. Thì càng lâu dài thì nó lại càng có tác dụng, nó có những thành quả lớn. Thì đấy là cái kinh nghiệm của tôi học để làm sao các bạn sử dụng được những trí tuệ của những chuyên gia để giúp các bạn thành công nhanh hơn và dễ dàng hơn. Thì nhà mình lưu ý cái điều này, lưu ý cái điều này nhé. Đấy, và tất nhiên là lưu ý thứ hai là khi bạn đã có chuyên gia, tìm được những người giỏi nhất trong lĩnh vực bạn cần thì bạn cần phải tin tưởng họ và dại khờ đấy làm theo, đúng không? Thì cái việc này khi mà chúng ta có đủ niềm tin thì kết quả nó sẽ có, như giống như Chúa Giêsu đã nói là phúc cho ai không thấy mà tin, đúng không? Đây mà mình có đủ niềm tin thì khi đó mình sẽ hành động rất là mạnh mẽ, và các bạn sẽ có cái kết quả, không được nhiều thì được ít. Nhưng mà nếu mà bạn nghi ngờ thì không có kết quả gì cả. Thì đấy là cái lưu ý thứ hai nhé, lưu ý thứ hai. Và tôi cũng tiện tiện đây tôi cũng tâm sự với các bạn, PDC và đội ngũ chuyên gia của PDC thì chúng tôi có một cái khác biệt so với đơn vị đào tạo khác ấy, đó là chúng tôi rất mong muốn hướng tới một cái mục tiêu là giúp học viên chuyển đổi áp dụng thành công đấy. Thế nên là chúng tôi đã làm thành những cái hệ thống quy trình rất là đơn giản để ai cũng có thể làm được. Đâu, nói về quy trình hệ thống tự động hóa doanh nghiệp thì PDC là số 1 rồi. Chúng tôi có những cái biểu mẫu được làm sẵn, cầm tay chỉ việc cho các bạn, mang về chỉ việc áp dụng thôi. Đấy, thì đấy là cái khác biệt thứ nhất. Nên là các bạn nếu đi theo, muốn là lựa chọn cái con đường là phát triển doanh nghiệp, đó, tự động hóa doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản, thì lựa chọn PDC tôi tin là lựa chọn tốt nhất của các bạn.
Thứ hai nữa, PSA với những cái đội đội ngũ chuyên gia, và đặc biệt là cái biệt đội gọi là FOH, là một cái biệt đội là những người rất tinh nhuệ được tôi huấn luyện riêng để giúp các bạn chuyển đổi áp dụng sau sau chương trình học thông qua cái chuỗi workshop là từ học đến thực hành. Thì cứ thứ sáu hàng tuần các bạn đến các trung tâm đào tạo tư vấn của PDC, hoặc là qua online hoặc là có offline, thì các bạn sẽ được giải đáp những cái thắc mắc bạn làm về vướng chỗ nào, sẽ có những người coaching cho bạn, có những người cố vấn cho bạn, có những người mà tư vấn cho bạn để giúp bạn chuyển đổi áp dụng thành công. Thì đây là cái điều thứ hai mà làm cái này tốn rất nhiều thời gian và PDC đã hoàn thành được. Tôi rất là hy vọng là giúp các bạn sẽ khi mà các bạn đã quyết định lựa chọn PDC là đơn vị đồng hành, có thể là cho cả mình, cả đội ngũ của mình đi học, cả một cái combo về trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, có thể vài năm tới đây, thì PDC có cái đội ngũ hỗ trợ đó giúp cho các bạn có thể đặt lịch tư vấn đến gặp các chuyên gia để được coaching một một, để giúp các bạn chuyển hóa kiến thức để các bạn áp dụng thành công, tức là học có thành quả đấy. Đấy là cái khác biệt thứ hai của PDC, đó là PDC có một cái đội ngũ như vậy, đội ngũ biệt đội FOH như vậy. Ngoài ra thì cái thứ ba nữa là các cái đội ngũ giảng viên của PDC thì đều là những người đã có trải nghiệm trực tiếp điều hành doanh nghiệp rồi, nên là đã có những trải nghiệm xương máu rồi, nhưng không phải ở dạng hàn lâm lý thuyết suông đâu. Tất cả những người này mà trong biệt đội của PDC là gần như người ta cũng đi lên từ nghề và sau đó được huấn luyện riêng, và người ta rất thấu hiểu những cái vấn đề bạn đang gặp phải. Và những người đó kinh nghiệm ít nhất là 5 năm trong quá trình điều hành CEO rồi, và đã có những trải qua những cái thăng trầm, thất bại có, thành công có, nên là họ sẽ rất là thấu hiểu những cái vấn đề, nó sẽ rất sát, nó rất là thực tế đối với các bạn. Đấy, thì đây là cũng là mà cái chương trình mà đấy là cái lý do mà bạn nên chọn PDC. Ngoài ra PDC còn có một loạt các cái sản phẩm được làm sẵn cho bạn, có thể là bạn học xong bạn muốn được tư vấn thì PDC có đội ngũ tư vấn cho bạn nữa. Thế nên là nếu mà bạn, tôi tin là nếu mà bạn quyết định lựa chọn các đơn vị đồng hành thì PDC là lựa chọn tốt nhất. Thì có nhiều người có thể nói là tôi đang học xong giải phóng lãnh đạo bảo nó tôi đang học ở bên này, học bên kia rồi. Thế nhưng mà có thể rất nhiều bên thì mỗi bên người ta sẽ có những cái mảnh ghép tốt khác nhau. Nhưng tôi tin là nếu các bạn muốn làm doanh nghiệp một cách bài bản, muốn phát triển doanh nghiệp của mình thì dứt khoát là phải lựa chọn PDC rồi. Tại vì PDC là, nếu mà tôi định vị là PDC là số 2, không biết ai là số 1. Nên là các bạn hãy lựa chọn, tôi tin là lựa chọn PDC là lựa chọn rất là đúng đấy. Chúc mừng các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học và có cái lựa chọn đúng. Và nhớ là tôi rất mong muốn được đồng hành các bạn về trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong tương lai sắp tới, cùng với các bạn phát triển doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi, ok. Ủa, kêu không kêu gọi.